Mang danh nữ hoàng bikini, vậy mà Ngọc Trinh lại bị soi vòng một sập sệ hơn cả đàn em thân thiết. Khi ở cạnh Linh Chi, vòng một của Ngọc Trinh càng lộ rõ điểm trừ. Tối 15 tháng 6, Linh Chi Ngọc Trinh có buổi hẹn hò cùng nhau. Những hình ảnh trong bữa tiệc đoàn viên với người chị em thân thiết đã được người tình Lâm Vinh Hải chia sẻ với mọi người. Không chỉ ôm ấp tình cảm, Chi Trinh còn thoải mái khóa môi. Khoảnh khắc tình cảm của hai cô gái đang dần trở thành chủ đề nóng được bàn tán xôn xao. Người thích thú ủng hộ hai chân dài thành cặp đôi bất hợp, số khác lại so hình thể của cặp chị em khi ở cạnh nhau. Mặc váy hai dây bó sát sexy, Ngọc Trinh đã vô tình để lộ nhược điểm hình thể. Vòng một của mẫu nội y bị chê sập sệ nhỏ bé, khác xa với đôi bồng đào căng tròn trong những bộ ảnh được chỉnh sửa kỹ càng. Khi ở cạnh Linh Chi, vòng một của Ngọc Trinh càng lộ rõ điểm trừ, thậm chí vẻ quyến rũ của đôi gò bồng đào từng là điểm mạnh của mẫu nội y bị nhận xét là thua xa người tình Lâm Vinh Hải. Vòng một của Ngọc Trinh bị nhận xét sập sệ không quyến rũ như Linh Chi. Khi đặt bức ảnh được chỉnh sửa kỹ càng, với khoảnh khắc hiện tại Ngọc Trinh càng lộ rõ điểm trừ hình thể. Ngọc Trinh Linh Chi là hai chân dài đình đám của ông bầu Vũ Cát Tiệp, thậm chí người tình của Lâm Vinh Hải mới xuất hiện, ai cũng phán đoán rằng ông bầu họ Vũ đã tìm được người kế nhiệm nữ hoàng nội y. Từ nghi vấn này, nhất cử nhất động của hai người đẹp đều lọt vào tầm mắt của công chúng. Tuy nhiên, thời gian cho thấy không có sự xoắn ngôi nào, thay vào đó là thông tin Linh Chi dứt áo ra đi khỏi công ty cũ. Khi ấy dư luận đồn đại vì chân dài Hà Thành không át nổi sức nóng của đàn chị nên phải chủ động rút lui. Nhưng trên thực tế, mối quan hệ của Chi và Trinh lại trái ngược hoàn toàn với lời phỏng đoán. Dù mỗi người đã có cuộc sống riêng, nhưng cả hai thường xuyên quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Ngọc Trinh và Linh Chi thân thiết như chị em, hỗ trợ đối phương từ công việc đến đời tư. Thậm chí Linh Chi còn gọi Ngọc Trinh là chị hai. Trên trang cá nhân, Linh Chi thường xuyên chia sẻ hình ảnh thân thiết với Ngọc Trinh. Hình ảnh Chi Trinh ôm eo bá cổ, thậm chí tinh nghịch khóa môi nhau giữa chốn đông người đã không còn quá xa lạ.